Ok, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì cái clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nhận code miễn phí từ app tập kích, từ cái fanpage chính thức ấy, không phải là cái fanpage lừa đảo đâu. Rồi thì hôm nay thì mình cũng tình cờ được một bạn có cái nick trên Facebook là Lê Điệp đã inbox để hướng dẫn cho mình cái cách nhận này. Thì bây giờ mình cũng mới biết đấy, cho nên là mình nghĩ chắc là cũng nhiều bạn chưa biết như mình. Cho nên là mình sẽ làm một cái clip để chia sẻ cho mọi người cách để nhận cái code này từ app tập kích nhá. Thì trước tiên đấy, các bạn hãy chuẩn bị cho mình một cái tài khoản Facebook mà chưa tham gia cái group tập kích nhá. Có nghĩa là cái tài khoản Facebook đấy là chưa liên quan đến tập kích luôn. Thì bây giờ mình cũng đã mượn được một cái tài khoản Facebook của một người bạn thôi. Thì cái tài khoản này vẫn chưa có theo dõi cái fanpage tập kích, cái fanpage chính thức đấy. Hoặc là các bạn có thể tạo một cái tài khoản Facebook mới cũng được. Rồi thì bây giờ đấy thì các bạn sẽ tìm cái mục tập kích này. Đây, các bạn hãy lưu ý cho mình nhá, vào cái fanpage chính thức của tập kích này là có cái dấu tích màu xanh này. Tại vì hiện tại có rất nhiều những cái tập kích lừa đảo ấy, cho nên là các bạn lưu ý cho mình cái điều này, vào cái tập kích mà có cái dấu tích màu xanh và có 486.000 người đang theo dõi này. Rồi các bạn ấn vào. Đó. Xong rồi các bạn sẽ vào cái mục nhắn tin này. Rồi. Đấy, thì khi cái tài khoản Facebook mà chưa có theo dõi cái fanpage chính thức của cái tập kích này đấy, thì là thường thì sẽ hiện cái mục tin nhắn như này, sẽ bắt đầu này, là có nghĩa là chưa bao giờ nhắn tin đến này. Sau các bạn ấn vào bắt đầu này. Rồi, thì lúc đấy tập kích sẽ tự động gửi tin nhắn đến cho mình. Đấy, tại đây thì sẽ có cái mục nhận cái code này, các bạn ấn vào. Rồi, đợi một lúc này. Đó, tập kích sẽ gửi đến cho mình là mời bạn nhận cái code nha. Chúng ta sẽ nhận thôi, rất là đơn giản. Rồi đây, đấy. Và cuối cùng thì app tập kích đã gửi code cho mình này. Thì mình nghĩ là cái cách này cũng rất là đơn giản thôi. Và mình nghĩ chắc là cái này chắc là để chào mừng, kiểu như tặng cho mình một cái code đấy, để chúc mừng mình tham gia cái group này, tham gia cái fanpage này. Và mình nghĩ là như vậy thôi. Rồi, thì chúng ta sẽ nhận được cái code này. Thì bây giờ chúng ta thử điền cái code này vào trong tập kích xem nó có, xem có được không nhá, sẽ nhận được cái món đồ gì nhá. Rồi mình sẽ copy luôn. Rồi. Ok, thì sau khi mình đã được add tập kích gửi code ở trên Facebook ấy, thì bây giờ mình sẽ vào game và mình tiến hành nhập code để xem coi có được không và được những cái món gì nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào mục nhiệm vụ này. Vào mục đổi quà này. Đấy, mình sẽ nhập cái code mà lúc nãy add đã gửi cho mình, đó là 500 này. P này, 0 này. H T I S U N 0. Rồi. Thử xem có được cái xem nó coi được những cái món gì nhá. Đổi này. Đấy, được một khẩu Wagon MP5 4 ngày, tuyệt vời. Trang bị luôn. Rồi, được thêm khẩu lục Python Gold 4 ngày nữa, trang bị luôn. Rồi, được thêm cái diều Gold nữa 4 ngày, trang bị luôn. Đấy. Thì đấy, chỉ cần những cái bước rất là đơn giản thôi. Mọi người chỉ cần kiếm cho mình một cái tài khoản Facebook. Facebook kiểu như chưa tham gia cái fanpage đấy, thì các bạn chỉ cần làm những cái bước mà như mình đã hướng dẫn này thì sẽ nhận được toàn bộ cái set gold này 4 ngày. 3 ngày à? Lúc nãy mình thấy 4 ngày mà sao bây giờ còn 3 ngày này. Nhưng mà không sao. Thì nói chung là làm vài bước thì được một cái set gold 3 ngày này, nghịch chơi vui cũng hay mà đúng không? Đấy, set gold này khá là đẹp. Rồi. Đấy thì rất cảm ơn bạn có cái nickname Facebook là Điệp này đã hướng dẫn cho mình, cũng như mình cũng đã làm một cái video để chia sẻ lại cho mọi người. Thì mong mọi người hãy ủng hộ mình, cũng ủng hộ cái bạn Điệp này bằng cách thì hãy tham gia cái clan của bạn này nhá. Đấy, thì hiện tại thì clan của bạn Điệp này, đây là cái act đây là cái act tập kích chính của bạn Điệp. Hiện tại là đang bên server miền Trung. Nếu như bạn nào mà muốn có lời cảm ơn bạn Điệp này đến cái cách mà nhận code miễn phí này khá là hay đấy, thì có thể tham gia cùng clan của bạn Điệp để giao lưu. Đấy, thì đây là cái clan của bạn Điệp. Hiện tại đang xếp hạng là bao nhiêu nhỉ? Clan của tôi đấy xếp hạng 57 này. Slot thì hiện tại đang còn dư 16 slot nhưng mà vẫn có thể mở được thêm 50 slot nữa, thoải mái cho mọi người vào. Đấy, clan tên là Bộ đội FA. Nếu như mà ông nào mà trước khi đi lính mà đang có người yêu đấy, nhưng mà sau khi hoàn thành nghĩa vụ mà về mà bị người yêu cặp bồ với thằng khác ấy, thì có thể vào cái clan này để hàn huyên tâm sự chăm gió với anh em. Rồi xem tài khoản hôm nay có những cái gì nào.
Ái chà, đấy, có khẩu đua đi chắc angle này, khẩu Fire Dragon level 7 này. Bên này có khẩu gì? Ui, khẩu Dark Knight mắc luôn. Khẩu Dark Knight thì M37 rồi. Thêm khẩu Black Knight là lên sáng M. Khẩu Dragon ABKP. Tài khoản này cũng khá là VIP đấy. VIP bao nhiêu? À, VIP 11 à. Xem hạng danh, hạng viết cấp bậc nào. Ui, ông này kim cương 3 này. Đấy, ông nào muốn cảm ơn bạn này thì thứ nhất là vào clan, với lại thứ hai có thể vào cái clan này nhờ trưởng clan kéo danh cho kim cương 3 mà không phải lo nghĩ tổn danh nhỉ. Rồi, số huy chương là 9 huy chương vàng, 142 huy chương bạc, 2275 huy chương đồng. Đấy, đây là clan bộ đội FA. Tên clan nghe khá là hay ấy. Đấy. Đây là toàn bộ thành viên trong clan này. Đấy thì đấy, ok. Thì cái clip này thì mình làm chủ yếu là mình chia sẻ cho mọi người cái cách mà nhận code miễn phí từ fanpage tập kích thôi, fanpage chính thức nha. Mọi người hãy lưu ý cho mình, đừng có vào những cái trang fanpage, những cái trang giả mạo lừa đảo khác, toàn là lừa đảo bán code thôi. Đấy thì đấy. Và với lại cái thứ hai thì để cảm ơn cho bạn Điệp đã hướng dẫn cho mình cũng như hướng dẫn cho mọi người, thì cũng nhờ mình giới thiệu clan để cho mọi người biết đến và mọi người tham gia cùng bạn này cho vui thôi. Ok, thì cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi cái clip này nha. Xin chào.